Anh với Gia Kỳ thế nào rồi? Định khi nào kết hôn? Vẫn chưa? Nói sao đi? Đây là người mà anh yêu lâu nhất đấy. Vẫn chưa chơi đủ sao? Uống rượu đi. Nào. Anh xem những cô gái trẻ tuổi này. Rõ ràng vẫn chưa đầy 18 tuổi. Lại thích giả bộ trưởng thành. Những người trưởng thành thì lại giả bộ là còn trẻ. Thật là thú vị. Vậy là anh thích già hay là thích trẻ đây? Tôi đều thích. Nào nào. Tiểu Tô à? Đúng vậy, cô đang ở đâu? Vậy sao? Tôi đang ở cùng với Đông Tử. Được, tôi đến ngay. Tiểu Tô bọn họ đang ở trong phòng hát. Bảo chúng ta qua đó đi thôi. Không đi đâu. Mệt rồi, hôm khác đi. Anh làm gì vậy? Thanh toán. Được rồi, để tôi, cứ đi đi. Vậy tôi đi đây. Đi đi. Anh Đông, anh khác với lúc trước rồi. Già rồi không chơi được nữa. Anh đẹp trai, uống chén rượu đi. Cô nói cô đủ 18 tuổi chưa? Đủ rồi. Cô có biết vị thành niên không được đến đây chơi không? Còn không đi tôi gọi cảnh sát đấy. Không uống thì thôi, hung dữ cái gì? Cạn chén đi. Chúng ta uống rượu. Này, cô gái đó thường xuyên đến đây sao? Từng đến nhưng không phải rất quen. Cậu nói với cô gái này nửa đêm canh ba không về nhà. Thật là nguy hiểm. Anh Đông, bây giờ anh thực sự thay đổi rất nhiều rồi. Bắt đầu lo cho nước, cho dân rồi. Hôm nay hai người họ mời cũng không tệ. Đúng vậy, hôm khác chúng ta lại tới tạm biệt. Được, đi trước đây. Đi đâu vậy? Quay lại uống tiếp đi. Không được, tôi mệt rồi, muốn về nhà. Đợi một chút, về nhà gì chứ? Vừa rồi là anh ở với em, bây giờ tới lượt em ở với anh chứ. Ở bên bọn anh đi. Đừng phủi mông mà đi như vậy, làm gì có chuyện tốt như vậy. Anh có nhầm không? Rượu là các anh tự mời, liên quan gì tới tôi? Đừng cản tôi phải về nhà. Thả tôi ra. Làm gì vậy? Cứu mạng với. Thả tôi ra. Thả tôi ra đi. Các cậu được rồi đó. Đã chiếm tiện nghi cả buổi rồi, còn muốn thế nào nữa? Cô ấy là vị thành niên đó, xảy ra vấn đề các cậu lớn chuyện. Mày từ đâu ra vậy? Thôi đi. Thật ra chúng ta có quen biết mà. Chỉ là uống chút rượu thôi. Được, không có gì đâu. Này, các anh quay lại đây. Đủ rồi đó. Anh đẹp trai à, có bản lĩnh đó. Nói vài câu là đuổi được hai tên ngốc đó đi rồi. Sao đây, tôi mời anh đi ăn khuya được không? Hay là anh muốn uống một chén? Được thôi. Tôi dẫn cô tới nơi này hay lắm. Đi. Anh Hòa Bình. Anh Hòa Bình, sao anh lại tới đây? Cũng không gọi điện báo trước một tiếng. Anh nghĩ chắc giờ này em tan làm rồi. Tìm em có chuyện gì? Không có gì. Không phải em nói một mình đi tới nhà xe sẽ sợ sao? Vì vậy anh chạy tới đây. Đi cùng em một đoạn. Vậy đi thôi. Bãi đỗ xe của các em quả thực có hơi tối. Em có thể đề nghị lắp thêm ánh sáng, còn có camera. Như vậy có thể bảo toàn, an toàn cho nhân viên nữ. Em đã đề nghị rồi, bọn họ đang sắp xếp. Anh Hòa Bình à. Cảm ơn anh.
Mau đi thôi. Em còn phải đưa anh tới chỗ để xe của anh nữa. Thực ra tôi vẫn thích uống rượu ở nơi náo nhiệt hơn. Ở đây chỉ có hai chúng ta, chán quá. Chi bằng tôi gọi bạn tôi qua. Cô thích chơi phải không? Tôi nói cô hay, bọn họ chơi thế nào? Anh muốn làm gì? Anh muốn làm gì? Qua đây. Qua đây, anh muốn làm gì? Đừng qua đây. Đừng qua đây. Đừng qua đây. Tránh ra. Tránh ra. Đừng qua đây. Đừng mà. Đừng mà. Đừng mà. Sợ rồi đúng không? Dám tới khách sạn với đàn ông mà không dám lên giường à? Tôi không biết sẽ như thế này. Tôi không biết sẽ như thế này. Tôi không biết sẽ như thế này. Thứ cô không biết còn nhiều lắm. Tối nay tôi nói hết một lần cho cô biết. Cô trẻ trung xinh đẹp, ở bên ngoài gạt ăn gạt uống, đắc ý lắm à? Đó là vì cô vẫn chưa gặp ma. Cô biết đàn ông bên ngoài tốt sẽ làm gì cô không? Họ sẽ chốt cho cô sai. Lúc cô tinh thần không tỉnh táo, hiếp dâm cô đấy, rồi bỏ cô ở ngõ tối. Cô đợi lên tin tức xã hội đi. Tôi không dám nữa. Tôi không dám thêm lần nào nữa. Xin anh tha cho tôi đi. Con gái 16 tuổi dám mặt nóng bỏng như thế này, rõ là để bọn lưu manh được nước. Bị người ta ức hiếp là đáng, cô biết không? Đây là cô đi vào chỗ chết. To gan vậy. Giờ còn khóc. Khóc ra xem. Anh à, tôi cầu xin anh, sau này tôi không dám nữa. Tôi không dám nữa. Anh tha cho tôi đi. Xin anh tha cho tôi. Anh à. Anh à. Bây giờ lập tức gọi điện, bảo phụ huynh qua đón cô. Anh à, tôi xin anh đó. Sau này tôi không dám nữa. Anh để tôi tự về nhà đi. Sau này tôi không dám nữa. Nghe cho kỹ. Lập tức rửa sạch mặt, chỉnh đầu tóc cho gọn gàng. Tôi đợi cô ở sảnh, đưa cô về nhà. Đừng giở trò với tôi. Tôi có rất nhiều tai mắt có thể theo dõi cô. 20 phút, nghe thấy chưa? Hai mươi phút.
Nguyễn Chính Đông. Sao em lại hẹn anh đến những nơi thế này? Nhưng thỉnh thoảng tới một lần vẫn là rất có tình cảm. Tôi đến đây vốn không phải để hát, chỉ là muốn tìm một không gian riêng. Vậy chúng ta đặt phòng đi. Đáng ghét, anh nghiêm chỉnh một chút. Em lo là sau khi chị anh vào công ty rồi sẽ thường xuyên tăng thêm những yêu cầu mà em không thể ứng phó được. Tới cuối cùng chị ấy vẫn không đồng ý hai chúng ta ở bên nhau. Chuyện này có gì đáng lo đâu. Anh là em ruột của chị ấy, chị ấy không hại anh đâu. Nhưng đối với chị ấy mà nói, em chẳng là gì cả. Em là người mà em trai chị ấy yêu nhất, vậy càng không cần phải lo. Đương nhiên là lo rồi. Anh luôn miệng nói yêu em, nhưng trước giờ không nói chuyện tương lai của chúng ta. Em không có danh có phận gì cả, không dám đảm bảo một ngày nào đó chị cả trở mặt hại em. Anh bảo em phải làm thế nào? Anh đâu thể không quan tâm tương lai của chúng ta chứ. Em cũng biết ly hôn không phải chuyện ngày một ngày hai. Bảo bối, được rồi mà. Đợi qua đợt này, anh nhất định cho em một câu trả lời vừa ý. Phải rồi, chị cả anh, chị ấy nói gì em làm nấy là được rồi. Không vấn đề gì đâu. Được rồi, được rồi. Cười cái đi mà. Cười đi mà. Cười. Đáng ghét. Đến đây không hát thì chán lắm. Anh chọn bài đây. Cái này thế nào? Là thế này, làm theo hướng dẫn sao? Phải đó, để tôi thử xem. Tôi lấy cái này. Dây kỳ. Dây kỳ. Rốt cuộc được chưa? Gỡ xuống được chưa? Không được, phải đợi 20 phút. Hơn nữa không được động tĩnh, sẽ có nếp nhăn nhỏ đấy. Bao nhiêu người cô không tìm, sao cứ phải tìm tôi vậy? Đây là mặt nạ cho nam khách hàng mới nghiên cứu phát triển. Không tìm anh thì tìm ai? Gia Kỳ, tôi thấy mùi này rất thơm. Có mùi hương quải hương. Không tệ, rất thơm. Bôi lên mướt lắm, dễ chịu lắm. Hơn nữa cảm thấy trắng lên. Tôi nói mấy cô nghe, sản phẩm dùng thử có thể sử dụng, nhưng dùng xong phải để về chỗ cũ, không được mang đi ra khỏi văn phòng. Biết rồi. Tôi thu lại. Mình đúng là đen đuổi mà. Cái này không tệ. Bà cô này ở đâu ra đây? Châu Tịnh An, cô không thể gì tìm một người bạn trai làm luật sư mà khiến bản thân lên nông nổi này chứ. Cô nói xem, một chút khách hàng đến, cô dọa người ta sợ thì làm thế nào? Anh mới dọa người đó. Anh sờ thử xem, đây là hiệu quả sau khi tôi sử dụng. Còn da mặt mềm mại của tôi này, thế nào? Thật sự không tệ, tôi sắp được rồi. Anh thì thôi đi. Biết không, anh vốn sinh ra đã xấu, sau này lại càng xấu. Không giống tôi, vốn sinh ra đã đẹp, sau này lại càng đẹp. Vốn sinh ra đã xấu, sau này lại càng xấu. Lẽ nào đây chính là bảo bối trong tình yêu? Oh.